Mời cộng đoàn cùng lắng nghe các bài đọc lời Chúa ngày thứ sáu đầu tháng 1 tháng 3 năm 2024 sau Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1: Thằng tướng chiêm bao đang đến kia, nào ta giết nó. Bài trích sách Sáng Thế: Ông Israel yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo trùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha ở Sikhem. Ông Israel bảo Giuse: Các anh con đang chăn chiên dê ở Sikhem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh. Giuse theo các anh và tìm thấy họ ở Dothan. Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: Thằng tướng chiêm bao đang đến kia. Bây giờ nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng, ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó, rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu. Nghe thấy thế, Reuven tìm cách cứu em khỏi tay họ. Cậu nói: Ta đừng đụng tới mạng sống nó. Reuven bảo họ: Đừng đổ máu, đừng ném nó xuống cái giếng. Cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó. Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Vậy khi Giuse đến chỗ các anh thì họ lột áo trùng của cậu, chiếc áo trùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng. Giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ismael đang từ Gala Á tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Giuđa nói với các anh em: Ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ismael, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta. Các anh em nghe cậu. Nhưng lại những lái buôn người Madian đi qua đó kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ismael 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Đáp ca: Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ là Giuse, kẻ bị bán làm tôi. Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán, và ông được lời Chúa giải oan. Nhà vua vì thủ lãnh các dân thời đó truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm chủ mọi tài sản hoàng gia. Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Tung hô tin mừng, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Tin mừng, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào rậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
Mời cộng đoàn cùng lắng nghe hai bài đọc kinh sách ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc 1, cuộc thần hiện trên núi Sinai, khi kể lại câu chuyện giao ước, tác giả dùng hình ảnh lớn lao lạ thường của một cơn giông trên miền núi, mục đích là cho ta thấy hành vi ký giao ước trang trọng đến mức nào. Đối với dân, người đã chọn lựa, Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, người biến họ thành dân thánh, dân tư tế. Và vì việc chọn lựa dân Israel mang tính quyết định, nên mỗi khi dân lãng quên thì bao nhiêu nỗi bất hạnh xảy đến nhắc nhở cho họ rằng, cho họ nhớ rằng định mệnh của họ thật là đặc biệt. Đó cũng là định mệnh của hội thánh được lửa thần khí nung nấu. Trích sách Xuất Hành, tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai Cập. Ngày đó con cái Israel tới sa mạc Sinai, họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó đối diện với núi. Ông Mô-xê lên gặp Thiên Chúa từ trên núi. Đức Chúa gọi ông và phán: Người sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây nếu các ngươi thật sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho ta. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Ông Mô-xê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Ông Mô-xê thưa lại với Đức Chúa những điều dân nói. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Này, ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy, và nhờ đó sẽ mãi mãi tin vào ngươi. Ông Mô-xê trình lại với Đức Chúa những lời dân nói. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy đến với dân và bảo họ, hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, và đến ngày kia phải sẵn sàng, vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mắt toàn dân. Ngươi sẽ định rõ cho dân một giới hạn chung quanh núi và bảo họ: Anh em phải coi chừng, không được lên núi và chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi thì sẽ bị giết, không bàn tay nào được chạm đến người đó. Nó sẽ bị ném đá hoặc bị bắn bằng cung tên, dù là thú vật hay là người, nó sẽ không được sống. Khi tù và rúc, dân sẽ lên núi. Ông Mô-xê từ trên núi xuống với dân và bảo họ giữ mình cho khỏi nhiễm uế. Họ giặt quần áo. Ông Mô-xê bảo dân: Trong 3 ngày anh em phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng gần gũi đàn bà. Đến ngày thứ 3, ngay từ sáng có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Mô-xê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa. Họ đứng dưới chân núi, cả núi Sinai nghi ngút khói vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-xê nói và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với ông Mô-xê: Xin chính ông nói với chúng tôi mới dám nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Ông Mô-xê bảo dân đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ người, ngõ hầu anh em đừng phạm tội. Dân đứng xa xa, còn ông Mô-xê thì tiến lại gần đám mây đen nơi Thiên Chúa đang ngự. Sướng đáp: Nếu các ngươi thật sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân các ngươi sẽ là sở hữu của riêng ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho ta. Phần anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, đúng như lời người đã dạy. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho ta. Bài đọc 2, giao ước của Thiên Chúa, trích khảo luận chống lạc giáo của Thánh Irene Giám Mục. Trong sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê nói với dân: Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã lập một giao ước với anh em tại núi Khô-rép. Đức Chúa đã lập giao ước này không phải với cha ông anh em, mà là với anh em.
Tại sao người đã không lập giao ước với cha ông? Vì luật không được đặt ra cho những người công chính, mà cha ông có sức mạnh của 10 điều răn ghi trong lòng và trong tâm hồn các ngài. Các ngài là những người yêu mến Thiên Chúa đấng đã dựng nên các ngài, và là những người kiêng giữ không làm điều bất công với anh em đồng loại. Vì thế không cần phải dùng kinh thánh mà khuyên bảo các ngài, vì nơi bản thân các ngài đã có sẵn lề luật công chính. Nhưng bên Ai Cập, lối sống công chính này đã bị sao lãng và lòng yêu mến Thiên Chúa đã bị dập tắt. Nên Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu đối với loài người đã phải lên tiếng để tỏ mình ra. Và Chúa đã dùng sức mạnh đưa dân ra khỏi Ai Cập để con người lại đi theo Chúa và kiếm tìm người. Khi phán dạy, người đã làm cho những kẻ phải nghe, nghe phải kinh khiếp, để dân không dám khinh thường đấng đã dựng nên họ. Người đã nuôi họ bằng manna để họ nhận lãnh của ăn thiêng liêng, như ông Môsê nói trong sách Đệ Nhị Luật. Người đã cho anh em ăn manna là của ăn cha ông anh em chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Người vừa truyền phải yêu mến Thiên Chúa, vừa dạy phải giữ đức công bằng với anh em đồng loại, để con người không bất công cũng chẳng bất xứng với Thiên Chúa. Như thế, khi ban 10 điều răn, Thiên Chúa đưa nhân loại vào vòng nghĩa thiết với mình và sống hòa thuận với anh em đồng loại. Những điều đó sinh ích cho chính con người, còn Thiên Chúa thì không cần gì nơi con người hết. Những điều ấy làm cho con người được vẻ vang vì đem lại cho họ cái họ còn thiếu, đó là tình nghĩa thiết Thiên Chúa dành cho họ. Nhưng những điều ấy chẳng mang lại gì cho Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không cần lòng yêu mến của con người. Con người cần được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang này họ không thể nào đón nhận được nếu không tỏ lòng cung kính tôn thờ Chúa. Và vì thế ông Môsê lại nói với họ: anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng người và gắn bó với người. Vì như thế anh em sẽ được sống và được sống lâu dài. Để chuẩn bị cho con người đón nhận sự sống đó, Thiên Chúa đã đích thân công bố từng điều trong 10 điều răn cho hết thảy mọi người. Vì thế những lời đó vẫn còn tồn tại nơi chúng ta, lại được khai triển và kiện toàn, chứ không bị bãi bỏ khi ngôi lời đến mặc lấy xác phàm. Còn về những lệnh truyền thời nô lệ, Thiên Chúa đã ban cho dân trong những giai đoạn như thế, trong những giai đoạn như để thích nghi với việc giáo dục họ. Như chính ông Môsê đã nói, thời đó Đức Chúa đã truyền cho tôi dạy anh em các thánh chỉ và quyết định. Chính vì thế, các mệnh lệnh người đã ban trong thời nô lệ như có một giá trị tượng trưng, thì nay người bãi bỏ và thay thế bằng giao ước đem lại tự do. Còn các lệnh truyền tự nhiên hợp với những con người tự do, còn các lệnh truyền tự nhiên hợp với những con người tự do và chung cho mọi người, Chúa đã khai triển và kiện toàn khi rộng ban cho hết thảy ơn được làm nghĩa tử mà nhận biết Thiên Chúa là Cha, được yêu mến người hết lòng và thẳng bước đi theo ngôi lời của người. Xứng đáp ông Môsê, tôi tớ của Chúa đã nhịn ăn 40 đêm ngày hầu chuẩn bị đón nhận lề luật của Chúa. Ông Môsê lên núi Sinai để diện kiến Chúa, ông đã ở lại đó 40 đêm ngày, hầu chuẩn bị đón nhận lề luật của Chúa. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe hạnh các thánh ngày 1 tháng 3. Thánh Oswa giám mục, Thánh David Wallace giám mục và Thánh Felix đệ nhị giáo hoàng. Thánh Oswa sinh ra trong một gia đình quân đội vào thế kỷ thứ 10 ở nước Anh. Oswa là cháu của Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury, người đã nâng đỡ và đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục Oswa thời niên thiếu. Sau đó Oswa được chuyển sang Pháp để tiếp tục việc học, và Pháp cũng là nơi Chúa gọi ngài vào tu dòng Biển Đức. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Worcester và sau đó là tổng giám mục của York. Ngài đã lập nhiều tu viện với đời sống được cải cách. Ngài kêu gọi và hỗ trợ học bổng cho các tu sinh được hoàn tất công việc học hành nghiên cứu. Ngài mời nhiều học giả uyên bác trong các lĩnh vực như toán học và thiên văn học để chia sẻ những kiến thức cho mọi người. Ngài cũng được biết đến rộng rãi vì sự thánh thiện của mình, đặc biệt là tình yêu dành cho người nghèo. Ngài trải qua khoảng thời gian cuối đời với những hành động yêu thương bác ái cho những người nghèo khổ ở giáo xứ
Worcester. Vào mùa chay, Ngài thường rửa chân cho 12 người đàn ông nghèo mỗi ngày. Ngày 29 tháng 2 năm 1992, Ngài qua đời sau khi hôn bàn chân và chúc lành cho người đàn ông thứ 12. Tin tức Ngài qua đời đã tạo nên làn sóng đau buồn khắp thành phố. 2. Thánh David là bổn mạng xứ Worn và có thể là vị thánh nước Anh nổi tiếng nhất, nhưng chúng ta có ít thông tin về Ngài. Chỉ biết Ngài là linh mục tham gia truyền giáo và lập nhiều dòng, kể cả tu viện chính của Ngài ở Tây Nam Worn. Nhiều câu chuyện và truyền thuyết về Ngài và các tu sĩ của Ngài ở Worn, cuộc sống khổ hạnh của họ đến cực độ, làm việc trong thích lặng và hoàn toàn làm việc bằng tay chân. Lương thực chỉ là bánh, rau và nước. Khoảng năm 550, Ngài tham dự một công nghị tại hùng biện của Ngài đã gây ấn tượng với các tu sĩ đến độ Ngài được chọn làm giám mục. Tòa giám mục được chuyển về Miên, nơi Ngài có một tu viện, ngày nay gọi là tu viện Thánh David. Ngài điều hành giáo phận tới khi Ngài già yếu. Lời cuối cùng Ngài nói: hãy vui mừng, hỡi nam nữ tu sĩ, hãy giữ vững đức tin và hãy làm những việc nhỏ mà anh em thấy và nghe từ tôi. Thánh David được vẽ đứng trên một mô đất với chim bồ câu trên vai. Tương truyền có lần Ngài đang giảng thì con chim bồ câu đậu trên vai Ngài và đất dâng lên đưa Ngài lên cao hơn mọi người để Ngài có thể nói cho mọi người nghe. Hơn 50 nhà thờ ở Nam Worn được kính dâng Ngài trong thời tiền cải cách. Bà Thánh Giáo Hoàng này là vị tiền nhiệm của Thánh Giáo Hoàng tương lai Gregorio cả, sống từ năm 540 đến năm 604. Thánh Gregorio đã viết rằng, khi người cô của Ngài là Thánh Nữ Tarsila đang hấp hối thì Giáo Hoàng Felix Đệ Nhị đã hiện ra với cô. Ngài vẫy tay chào cô rồi Ngài về thiên đàng. Vậy Thánh Giáo Hoàng Felix Đệ Nhị là ai? Và trong cuộc đời, những sự kiện thực tiễn nào đã làm cho Thánh Felix Đệ Nhị nên thánh? Dù không có nhiều chi tiết lắm, nhưng chúng ta cũng biết được Felix là người Roma. Ngài có tấm lòng tử tế đôn hậu và can đảm ngay trong thời buổi khó khăn bất ổn. Felix Đệ Nhị lên ngôi giáo hoàng vào năm 483 vì những giáo huấn sai lầm mà nhiều nhóm người trong giáo hội đã tự phân chia. Những nhân tố liên quan đến chính trị đã gây nhiều khó khăn với cho sứ vụ của vị giáo hoàng này. Nhưng Felix vẫn một mực tỏ ra can đảm trong việc bảo vệ các chân lý đức tin và quyền lợi của giáo hội. Nhiều người sánh ví Felix Đệ Nhị với Thánh Giáo Hoàng Leo cả về trời năm 461. Thánh Giáo Hoàng Felix Đệ Nhị có một lối quan sát trông thật chính xác. Thánh nhân đã cố gắng nắm bắt và giải quyết nhiều vấn đề của giáo hội nơi những miền khác nhau trên thế giới. Thánh Felix Đệ Nhị làm giáo hoàng được 9 năm, người ta sẽ tưởng nhớ đến thánh nhân như Ngài đã luôn luôn trung thành với Đức Giêsu và giáo hội của Người. Thánh Giáo Hoàng Felix Đệ Nhị qua đời năm 492. Kính thưa cộng đoàn, ngày thứ 6 mùng 1 tháng 3, giáo hội kính nhớ ba vị thánh, và cũng là ngày thứ 6 đầu tháng, chúng ta đừng quên chạy đến với lòng thương xót Chúa. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.